Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Đa Minh Sao-rio Tổng giáo phận Hà Nội xin được gửi đến quý vị ý nguyện trong tháng năm. 1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cầu cho các phong trào và các nhóm trong giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong giáo hội mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo tin mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới. 2. Lời mời gọi của Cha tuyên úy Liên đoàn. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, việc đạo đức và những hy sinh nhỏ bé như những đóa hoa dâng lên Đức Mẹ trong tháng hoa và dâng lên Thánh Đa Minh Sao-rio trong ngày lễ quan thầy. 3. Cầu cho các đấng bậc. Trong tháng này, vào ngày 18 tháng 5, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn nhân 33 năm ngày Ngài được Chúa gọi về năm 1990. 4. Một số ngày lễ đặc biệt trong tháng. Ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse Thợ, kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa Hà Nội. Ngày 2 tháng 5, Thánh Athanasio, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Ngày 3 tháng 5, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ, lễ kính. Ngày 18 tháng 5, Chúa lên trời, lễ trọng và buộc, ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc sắc cả ngày. Ngày 26 tháng 5, Thánh Philip Neri, linh mục, lễ nhớ. Ngày 28 tháng 5, Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Ngày 29 tháng 5, Đức Maria, mẹ hội thánh, lễ nhớ. Ngày 31 tháng 5, lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, lễ kính. Trong tháng này, còn có một số ngày lễ kính nhớ các thánh tử đạo Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 4 tháng 5, Thánh Gioan Louis Pona Hương, linh mục, tử đạo, lễ nhớ hoặc lễ kính. Ngày 25 tháng 5, Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo, lễ nhớ hoặc lễ kính. Ngoài ra, trong tháng này, có một số điểm cần lưu ý như sau. Trong tháng này, ngày 6 tháng 5 là ngày lễ kính Thánh Đa Minh Sao-rio, bổn mạng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Đa Minh Sao-rio Tổng giáo phận Hà Nội. Chúng ta hãy làm việc lãnh phúc đức và chuẩn bị tâm hồn mừng kính thánh bổn mạng của Liên đoàn qua việc tham dự các chương trình Liên đoàn phát động. Tháng 5, tháng Đức Mẹ cũng được gọi là tháng hoa. Chúng ta hãy xuất sáng làm việc kính Đức Mẹ qua việc đọc kinh cầu Đức Mẹ, kinh lạy Nữ Vương, kinh hãy nhớ và tham dự các cuộc rước kiệu và dâng hoa tôn kính Đức Mẹ. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 là tuần 9 ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh, kinh tiên kính và kinh Chúa Thánh Thần. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần xin xuống sáng thật. Trên đây là các ý nguyện trong tháng 5. Chúng ta hãy cùng chăm chỉ cầu nguyện theo các ý nguyện này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại!